Bài tập 1. Từ một lớp có 8 nữ sinh viên và 12 nam sinh viên, người ta chọn ngẫu nhiên nam sinh viên để lập ban cán bộ lớp, tính xác suất để. Tập A, B, C luôn hài. Rồi. A, ban cán bộ lớp gồm 3 nữ và 2 nam. B, ba cán bộ lớp có ít nhất một nữ. C, ba cán bộ lớp có ít nhất 2 nam và 2 nữ. Rồi, cảm ơn em. Thì để giải bài này thì mình sẽ gọi tên các biến cố như sau. Em gọi AK là biến cố là ban cán bộ có K nam sinh viên. Thì ở đây mình chọn 5 người cho nên K nó chạy từ 0 đến đến 5 rồi. K bằng 0 có nghĩa là sao? K bằng 0 có nghĩa là cả 5 người chọn đều là nữ hết, đúng không? K bằng 1 có nghĩa là một nam và bốn nữ. Còn K bằng 2 là hai nam ba nữ, K bằng 3 là ba nam hai nữ, K bằng 4 là bốn nam một nữ. Và K bằng 5 có nghĩa là 5 người đều nam hết. Đó. Như vậy thì câu A là bây giờ mình sẽ tính xác suất biến cố AK trong trường hợp tổng quát này thử xem ha. Thì xác suất biến cố AK nó sẽ là như thế này. Biến cố AK là thế này. Tức là mình chọn K người người nam đó. Trong số 12 người nam này sẽ có số cách chọn nó là CK 12. Đúng chưa? Và chọn 5 trừ K người nữ còn lại trong số 8 người nữ. Và chia cho tổng số cách chọn 5 người trong 20 người. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái K nó chạy. Không, K nó chạy thì mình sẽ được là đâu à? Mình sẽ tính được cái xác suất của biến cố A, tức là ban cán bộ lớp có 3 nữ và 2 nam. À, xác suất phải tính của mình là xác suất ban ban cán bộ lớp có 2 nữ 3 nam nè. À, tức là mình tính A2, A2 là ban cán bộ lớp có 2 nam 3 nữ không? Thì cái chỗ này là mình thế K bằng 2 vô. Rồi bấm máy tính kìa. Được chưa? Thầy bấm máy tính lại cho các em xem. Tính. Ở trên là 10, 12 C2 nhân cho 8 C3 và chia cho 20 C5. Cái này ra đáp án là 23,84%. Nhưng mà mình thường ghi đáp án bằng phân số cho nó chính xác, không phân số cho chính xác. Rồi bây giờ tiếp theo là mình tính cái biến cố là ban cán bộ có ít nhất một nữ. Ít nhất một nữ thì biến cố đối của nó là không có nữ nào, mà không có nữ nào có nghĩa là cả 5 người đều là nam hết, đúng không? Tức là N nó chính là biến cố đối của biến cố A5, đúng không? Là mình áp dụng công thức xác suất biến cố đối nè, áp dụng công thức xác suất biến cố đối, tức là xác suất biến cố N bằng 1 trừ cho xác suất của biến cố A5. Đấy, thì xác suất của biến cố A5 nó bằng nhiêu? Xác suất của biến cố A5 là ở trên AK nè, mình thay K bằng 5 vô. Thì em thay K bằng 5 vô thì chỗ này là C 12 của 5. Còn cái C08 này nó bằng 1 rồi, phải không? Đúng chưa? Cái chỗ này mình sẽ thay cái chỗ này bằng số 5 nè. Còn chỗ này là số 0. Và mình lấy 1 trừ nó đi. Thì nó ra đáp án là nhiêu? 613 phần 464, đúng chưa? 613 phần 6 cái này nó vẫn là 94,89%. Đó, thì đó là đáp án của cái câu câu B. Ban cán bộ lớp, xác suất để ban cán bộ lớp có ít nhất một nữ. Còn câu C là xác suất để ban cán bộ lớp có ít nhất hai nam hai nữ. Ít nhất hai nam hai nữ. Từ
nam là từ 2 trở lên và nữ cũng phải từ 2 trở lên, đúng không? Vậy thì nó có hai trường hợp là hai nam, ba nữ, hoặc là ba nam hai nữ thôi. Vậy thì biến cố H này nó gồm có biến cố A2 với A3 cộng lại. Thì A2 có nghĩa là hai nam ba nữ, A3 là ba nam hai nữ. Thì nó có hai trường hợp này. Giờ mình thế số vô. Cái trường hợp A2 ở trên là mình tính ra rồi nè. Còn trường hợp A3 thì mình thế vô máy mình tính tiếp nè. Trường hợp A3 là nhiêu? A3 là chỗ này là bằng 3 nè. Thì nếu mà chỗ này bằng 3 thì ở đây nó sẽ là 2 lại. Đúng không? 28 lại. Mày tính kìa. Thì con số này nó là 385 969. Nhưng mà ở đây mình sẽ cộng thêm cái số ở phía trước này nữa. 77 phần 323. Đấy. Rồi mình cộng một lúc ra thì nó ra 616 phần 6 969. Được không? Thì cái này nó ra khoảng 63,57%. Đó, thì trên đây là thầy đã hướng dẫn các em giải cái bài bài tập số 1.